để vượt qua bản gốc. Cũng khá là thú vị. Nếu mà Việt Nam mình làm được như vậy là rất là tốt rồi. Mọi người mà coi bản hàng xong á, họ sẽ nói là Việt Nam mình bắt trước. Tại em muốn xem nhiều hơn nữa. Mình thấy Ninh Dương Lan Ngọc ok tại bạn Lan Ngọc xinh mà. Chơi rất là theo cái kiểu mà Lee Kang Soo ở bên bản hàng. Thành công ngoài sức mong đợi, Chạy đi chờ chi đã chinh phục khán giả chỉ sau 3 tập đầu tiên. Vậy điều gì khiến Running Man bản Việt được yêu thích đến như vậy? Em xem được 2 tập. Dạ rồi. Dạ em coi rồi chị. Dạ em cũng giống mẹ em coi coi chừng. Dạ. Cả hai, nhưng mà mình thấy hài lòng với bản Việt. Nếu mà hài lòng thì chắc em không hài lòng lắm, tại vì cái của hàng ở đâu quá hot rồi. Bây giờ mình làm thì cách mọi người để có thể làm. Mình có bản hàng xong á, họ sẽ nói là Việt Nam mình tập trước. Nếu mà cố gắng hay là có đầu tư gì thêm thì chắc chắn sẽ vượt qua bản gốc. Really nigga. Nhất là Trấn Thành. Thích Bibi Trần tại vì tới lúc anh cũng chơi dơ giống như một thành viên cũ trong bản gốc của bên Hàn Quốc á. Chị không cả thì bây giờ phát học sinh nữa là mình được. Khi có gặp phải chị dơ. Khi có gặp phải chị dơ. Dạ em chắc là em nghĩ chắc là BB Trần. Dạ thì BB Trần chơi rất là hòa đồng, rất là dễ thương và chơi rất là theo cái kiểu mà Lee Kang Soo ở bên bản hàng. Em cũng vậy, tại em fan BB Trần từ nhỏ rồi. Dạ Ninh Du Lan Ngọc thì vẫn có những cái nét riêng của chị đó, nhưng mà em thì vẫn prefer Diệu Nhi hơn. Mình thấy Ninh Du Lan Ngọc ok tại bạn Lan Ngọc xinh mà. Lắm gấu, đuổi theo. Vỗ tay. Dạ em nghĩ thì Diệu Nhi cũng là một cái lựa chọn tốt cho cái việc mà trong cái dàn khác, nhưng mà em nghĩ Diệu Nhi nên theo là khách mời hơn. Dạ, tại vì em thấy Ninh Du Lan Ngọc thì nó rất là hợp với cái trong dàn khác này. Trấn Thành là em thấy rất là bất ngờ, tại vì trong cái dòng mình xe bãi thì Trấn Thành rất là mạnh. Em nghĩ là sau khi tham gia chương trình thì Trấn Thành sẽ rất ốm lại, không còn mập nữa. Không phủ nhận là Trấn Thành có trong chương trình thì cái tính hài hước nó gia tăng, là những cái hành động của Trấn Thành là mình cười rất là nhiều. Hay nói tiếng Hàn khá là nhiều và em thì cảm thấy xem như vậy thì không có thích lắm. Đối với cá nhân em thì em thích sự có mặt của Di Khánh với lại Harry Won trong vai trò khách mời, để xem là ba người họ như là Harry Won, Trấn Thành với lại Di Khánh sẽ có những cái diễn biến như thế nào. Em mong muốn Hải Triều với lại Diệu Nhi. Em thì là chị Hương Giang, Huỳnh Lập với lại Đen Vong. Đen. Đen. Ba người hả? Diệu Nhi, ai nữa ta? Puka. 7.5/10. Dạ 8/10 ạ. Em thì 5/10. Dạ em thấy rất là hài lòng với chương trình nên là em sẽ cho là thang điểm 9.